Thưa quý vị, theo thống kê tính tới tháng 9 năm 2020 của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tổng doanh thu phí bảo hiểm của thị trường bảo hiểm bằng nhân thọ đạt 130.650 tỷ đồng, tăng 22%. Bảo hiểm nhân thọ với những ý nghĩa và lợi ích thiết thực mang lại đối với đời sống của con người và hiện nay được rất nhiều người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Tuy nhiên, không ít người vẫn còn băn khoăn khi đặt bảo hiểm nhân thọ lên bàn cân so với các loại hình thức đầu tư sinh lời khác. Vậy đâu mới là giá trị thực sự mà bảo hiểm nhân thọ mang tới cho người tiêu dùng? Cùng trao đổi về vấn đề này trong chương trình Tiêu dùng 24/7 ngày hôm nay, chúng tôi đã mời tới trường quay ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Điều hành Kinh doanh Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Phu Bông Việt Nam. Đầu tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Vâng, xin chào quý vị khán giả, xin chào MC Diệp Trang. Thưa ông, khoảng 22% mức tăng trưởng là doanh thu phí hợp đồng mới của thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam, một con số vô cùng ấn tượng đúng không ạ? Và đặc biệt là trước đại dịch COVID-19 như hiện nay thì ảnh hưởng rất là nặng nề đối với nền kinh tế. Vậy theo ông là tại sao lại có mức tăng trưởng đầy ấn tượng như thế này ạ? Trong năm qua thì bảo hiểm nhân thọ là một trong rất ít ngành mà giữ được mức độ tăng trưởng rất cao. Thì có được điều này là bởi vì thứ nhất là trong những năm gần đây thì thu nhập của người dân Việt Nam, thu nhập bình quân đã tăng rất cao và nhu cầu về đời sống cũng ngày càng tăng cao. Thứ hai là nhận thức về ý nghĩa cũng như vai trò quan trọng của bảo hiểm nhân thọ đối với đời sống của mỗi cá nhân, gia đình cũng được nâng cao hơn. Thứ ba là Chính phủ Việt Nam và Bộ Tài chính thì cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam. Thứ tư là các công ty bảo hiểm nhân thọ, trong đó có Phu Bông Việt Nam của chúng tôi, thì luôn nỗ lực tìm mọi cách để mang bảo hiểm nhân thọ đến gần với người dân Việt Nam hơn. Ví dụ như là chúng tôi mở rộng hệ thống văn phòng hơn, rồi đa dạng hóa các kênh phân phối, rồi đa dạng hóa sản phẩm, đưa công nghệ và số hóa vào trong các cái dịch vụ bán hàng, vân vân. Và điều quan trọng nhất là trước những cái mối hiểm nguy mà hiện hữu trước mắt, thì hình như là người dân chúng ta càng quan tâm và tham gia đến bảo hiểm nhân thọ nhiều hơn. Và được biết Phu Bông Life là công ty bảo hiểm nhân thọ tại Đài Loan, đến từ Đài Loan, có 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm và tài chính tại Đài Loan cũng như là nhiều các quốc gia trong khu vực trong khu vực châu Á như là Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc và đã có 10 năm kinh nghiệm đầu tư vào thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam trong thời gian tới ạ? Trên thế giới thì bảo hiểm nhân thọ đã có từ rất là sớm. Phu Bông chúng tôi thì thấy rằng là Đài Loan và Việt Nam thì có khá nhiều điểm tương đồng. Tại Đài Loan hiện nay, theo con số thống kê của Phu Bông chúng tôi, thì có tới 90% dân số Đài Loan là có bảo hiểm nhân thọ. Con số này cũng tương tự ở Nhật Bản. Tại Singapore là 50% và Malaysia cũng là 40%. Trong khi đó thì tại Việt Nam vào cuối năm 2020 vừa rồi thì Hiệp hội Bảo hiểm cũng đưa ra số liệu là tổng số hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trên tổng dân số Việt Nam chúng ta là 11%. Điều này có nghĩa là tổng số dân mà có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là chắc chắn là dưới 10%. Vì vậy cho nên là cái dư địa để phát triển ngành bảo hiểm nhân thọ còn rất là lớn. Thứ hai là thu nhập bình quân, như tôi vừa nói, thu nhập bình quân của người dân Việt Nam của chúng ta trong 4 năm gần đây nhất thì cũng tăng tới 145%. Theo The Economic, vào tháng 8 năm 2020 thì Việt Nam là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất trên thế giới. Và theo Ngân hàng Thế giới thì tốc độ tăng trưởng của chúng ta từ năm 2016 đến năm 2019 bình quân là 6,8% một năm và đưa Việt Nam trở thành một trong 10 quốc gia mà có tốc độ tăng trưởng ấn tượng nhất. Với hai điều này thì Phu Bông Life chúng tôi tin chắc chắn rằng là thị trường Việt Nam là một thị trường vô cùng tiềm năng để phát triển ngành bảo hiểm nhân thọ. Thưa ông, rõ ràng bảo hiểm nhân thọ thì mang tới rất nhiều lợi ích, nhưng mà lợi ích cốt lõi chính là cung cấp cái nguồn tài chính cho người tiêu dùng và gia đình của họ khi mà không may gặp phải những cái rủi ro đáng tiếc như là tai nạn này hay là bệnh tật tử vong đúng không ạ? Tuy nhiên hiện nay thì vẫn còn không ít người dè dặt với bảo hiểm nhân thọ. Theo ông thì tại sao lại xảy ra cái điều này ạ? Theo tôi thì có nhiều lý do, nhưng có 3 lý do chính. Lý do thứ nhất là đa phần người dân Việt Nam vẫn chưa thực sự hiểu thế nào là bảo hiểm nhân thọ. Lời khuyên của tôi ở đây là người dân chúng ta nên cho các đại lý bảo hiểm tiếp cận và tư vấn xem sản phẩm bảo hiểm nhân thọ là gì. Còn quyết định tham gia hay không tham gia thì chúng ta sẽ quyết định sau. Lý do thứ hai là một bộ phận người dân thì lo lắng là
bây giờ thu nhập của tôi cũng rất là bấp bênh, không biết là tham gia bảo hiểm nhân thọ rồi đến những năm sau tôi mà không có tiền đóng phí thì làm thế nào. Thì hiểu được điều này, Phubong Life của chúng tôi cũng có rất nhiều những giải pháp để hỗ trợ cho người dân Việt Nam. Ví dụ như là đến kỳ đóng phí thì người dân có thể đóng chậm 60 ngày mà chúng tôi gọi là ân hạn đóng phí. Hoặc là người dân có thể được vay từ giá trị hoàn lại để đóng phí tự động. Rồi có thể đề nghị để duy trì hợp đồng với số tiền bảo hiểm giảm. Rồi là thậm chí có thể vay tiền từ giá trị giải ước để chi tiêu. Còn lý do thứ ba đó là khi tham gia bảo hiểm thì không biết là sau này khi mà đáo hạn hợp đồng hay có rủi ro thì cái việc chi trả có được dễ dàng và nhanh chóng hay không. Thì nói đến bảo hiểm nhân thọ và chi trả bảo hiểm nhân thọ thì không có dễ hay khó, mà chỉ có đúng hay đủ mà thôi. Bởi vì bảo hiểm nhân thọ họ chi trả là chi trả theo các quy định và điều khoản của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Và Phubong Life chúng tôi thì thông thường khi đã nhận đủ các giấy tờ được yêu cầu thì chúng tôi thường chi trả không quá một ngày làm việc. Một vấn đề nhỏ khác mà tôi xin nói thêm đó là một số bộ phận người dân Việt Nam chúng ta ngộ nhận cho rằng là tham gia bảo hiểm nhân thọ thì gặp rủi ro gì cũng được chi trả, thì điều này không chính xác. Bởi vì là các cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là có những cái quyền lợi khác nhau, cho nên là khi tham gia thì người dân cần phải biết rõ các quyền lợi của mình để tránh cái việc ngộ nhận này. Nhưng mà rồi thì ông có chia sẻ rằng bảo hiểm nhân thọ thì mang tới rất nhiều lợi ích cho người dùng. Vậy thì không biết bảo hiểm nhân thọ còn đóng góp như thế nào vào sự ổn định của an sinh xã hội cũng như là sự đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam ạ? Vâng, bảo hiểm nhân thọ là một sản phẩm rất là đặc biệt. Nó là một sản phẩm rất quan trọng bởi vì ngoài cái lợi ích về vật chất thì nó còn mang lại lợi ích về tinh thần cho mỗi cá nhân, gia đình nữa. Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ đối với cá nhân thì nó có thể là một khoản tiết kiệm, tích lũy, và đồng thời nó lại còn bảo vệ an toàn tài chính. Ngoài ra nó cũng có thể là một kênh đầu tư khá hiệu quả. Nhưng xét về góc độ kinh tế thì bảo hiểm nhân thọ là một cái kênh huy động vốn dài hạn và rất là hiệu quả nhằm để phát triển đất nước Việt Nam của chúng ta. Bên cạnh đó thì ngày càng có nhiều người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ cũng đồng nghĩa với việc là gánh nặng về an sinh xã hội sẽ được giảm đi. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông ạ. Xin cảm ơn Diệp Trang. Để hiểu rõ hơn những lợi ích mà bảo hiểm nhân thọ mang lại thì ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây. Việt Nam hiện có gần 8 triệu người tham gia bảo hiểm nhân thọ và con số này đang tăng từng ngày, với khoảng 87 triệu người trong tập khách hàng tiềm năng. Khác với trước đây, bảo hiểm nhân thọ ngày càng phổ biến trong cuộc sống của mỗi gia đình bởi thực tế lợi ích mang lại. Theo cô thì rất nên tham gia bảo hiểm nhân thọ. Bởi vì với tôi thì bảo hiểm nhân thọ giống như một cái chiếc phao ấy, nếu chẳng may mà không xảy ra những cái trường hợp rủi ro bất chắc đối với lại gia đình tôi thì chúng tôi sẽ yên tâm và không phải lo về một cái khoản tiền khổng lồ để trang trải những cái chi phí, ví dụ như là viện phí hay là bệnh hiểm nghèo. Thứ hai nữa là nếu mọi chuyện suôn sẻ thì sau khi kết thúc cái gói bảo hiểm thì gia đình tôi sẽ có được một cái khoản tiền tích lũy lớn để tôi có thể dưỡng già hoặc là lo cho con cái tôi có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì muốn đề phòng rủi ro trong cuộc sống, chị Hoa đã quyết định tìm hiểu và tham gia bảo hiểm nhân thọ. Chị đã chọn gói bảo hiểm Phúc Bảo An Trường Thịnh của Phubong Life. Hạn mức đóng là 15 năm với quyền lợi được hỗ trợ chi trả viện phí, bệnh hiểm nghèo. Chồng làm kỹ sư, vợ là giáo viên dạy tiếng Trung, có hai con nhỏ. Thu nhập gia đình cũng không dư giả gì nếu không nói là còn eo hẹp so với mức sống hiện nay tại thành phố. Nhưng chị vẫn quyết định tham gia với mức đóng mỗi tháng hơn 500.000. Điều này có nghĩa không phải cứ giàu có mới mua được bảo hiểm. Trước khi tham gia bảo hiểm nhân thọ thì tôi cũng đã nghiên cứu rất là nhiều và tôi quyết định chọn Phubong Life bởi vì là tôi thấy là Phubong Life là một cái công ty uy tín lâu năm. Cái thứ hai nữa là khi mà tôi tiếp xúc với lại các tư vấn viên thì tôi được tư vấn rất là tận tình, giải thích cặn kẽ về các quyền lợi cũng như là những cái mà tôi sẽ nhận được sau khi kết thúc gói bảo hiểm của mình. Cái thứ ba nữa là tôi đã nhìn thấy một số người tham gia cái bảo hiểm nhân thọ của Phubong Life và mọi người đã được chi trả rất là nhanh chóng, kịp thời. Chính vì vậy mà tôi rất là yên tâm khi tham gia bảo hiểm nhân thọ của công ty Phubong Việt Nam. Chưa kể tai nạn giao thông, trung bình cướp đi tính mạng 25 người mỗi ngày và những rủi ro khác ngoài cuộc sống. Nếu trước đó người dân có mua bảo hiểm thì sẽ được bù đắp phần nào rủi ro gặp phải, gia đình lúc đó cũng phần nào nhẹ bớt gánh nặng. Thưa quý vị, với những lợi ích nổi bật,
Bảo hiểm nhân thọ ngày càng chứng tỏ được vai trò thiết yếu trong cuộc sống hiện nay. Trên tất cả, mục tiêu chính của bảo hiểm nhân thọ chính là mang lại giá trị bảo vệ con người, bảo vệ tài chính và giá trị tinh thần, sự an tâm, vui sống cho chính chúng ta và gia đình. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã khép lại. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.